Chào cả lớp. Trong phần 1 của bài 2, thầy đã giới thiệu về cách xác định vấn đề nghiên cứu và phát biểu câu hỏi nghiên cứu. Trong phần này, thầy sẽ giới thiệu bước thứ hai trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học, đó là xác định mục tiêu nghiên cứu và xây dựng giả thuyết nghiên cứu, hay còn gọi là luận điểm khoa học. Nội dung chính của bài hôm nay bao gồm hai phần. Trước tiên, thầy sẽ trình bày về các mục tiêu nghiên cứu phổ biến trong kinh doanh. Sau đó, thầy sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng giả thuyết nghiên cứu. Sau khi chúng ta phát biểu câu hỏi nghiên cứu, bước tiếp theo mà ta phải làm là xác định mục tiêu nghiên cứu. Vậy mục tiêu nghiên cứu là gì? Đó là phát biểu cụ thể về những kết quả cần đạt được để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Thông thường, các bạn sẽ có xu hướng đi ngay vào việc trả lời câu hỏi nghiên cứu. Điều này có thể ổn với các câu hỏi nghiên cứu đơn giản. Tuy nhiên, với các câu hỏi nghiên cứu phức tạp, các bạn cần phải cân nhắc kỹ và phát biểu rõ ràng những kết quả cần đạt được để trả lời hoàn chỉnh câu hỏi nghiên cứu. Điều này rất quan trọng vì nó định hướng những việc bạn cần làm và quyết định các phương pháp các bạn phải sử dụng. Thầy lấy một ví dụ, một bài báo trên tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt có câu hỏi nghiên cứu như sau: Tại sao doanh nghiệp Việt Nam nắm giữ tiền mặt? Câu hỏi nghiên cứu này bao hàm hai câu hỏi nhỏ. Câu hỏi thứ nhất là thực trạng nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp Việt Nam ra sao? Ta phải trả lời câu hỏi này vì nếu doanh nghiệp tại Việt Nam không nắm giữ tiền mặt thì sẽ là vô nghĩa khi trả lời câu hỏi tại sao doanh nghiệp giữ tiền mặt. Câu hỏi thứ hai mới là các lý do nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp Việt Nam là gì? Như vậy, để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên thì ta cần thực hiện đến hai việc. Hay nói cách khác, ta có hai mục tiêu nghiên cứu. Nếu không xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, bạn có thể sẽ chỉ tập trung vào vấn đề thứ hai mà bỏ qua vấn đề đầu tiên. Như vậy, các bạn sẽ không trả lời hoàn chỉnh câu hỏi nghiên cứu. Nghiên cứu trong kinh doanh thường có 3 mục tiêu chính: mô tả, khám phá và chứng minh giả thuyết hay luận điểm khoa học. Nghiên cứu mô tả được thực hiện để mô tả hoặc xác nhận các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu. Các nghiên cứu mô tả hướng đến cung cấp thông tin và hình thành cái nhìn hệ thống, giúp ta ra một số loại quyết định đơn giản hoặc làm đầu vào cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn. Trên đây là một số ví dụ về nghiên cứu mô tả. Trong các nghiên cứu này, các bạn hướng đến đưa ra kết luận về một đặc trưng nào đó của đối tượng nghiên cứu. Các thông tin này giúp người đọc biết rõ hơn về một đặc trưng cụ thể của đối tượng nghiên cứu, từ đó đưa ra một số quyết định đơn giản hoặc có thể dùng làm đầu vào cho các nghiên cứu chuyên sâu khác. Nghiên cứu khám phá là nghiên cứu hướng đến phát hiện các đặc trưng của một đối tượng nghiên cứu, được thực hiện khi ta không có hoặc có rất ít thông tin về đối tượng nghiên cứu này. Các nghiên cứu dạng này thường được dùng để xây dựng lý thuyết về đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, bạn muốn biết rõ hơn về nội hàm của khái niệm sự hài lòng với chất lượng đào tạo. Nó gồm những khía cạnh nào? Ở đây, bạn chưa biết gì về nội hàm của khái niệm này và cần phải khám phá xem nó bao gồm những khía cạnh nào. Đây là một ví dụ của nghiên cứu khám phá. Tương tự với hai ví dụ sau, bạn cũng chưa biết các lý do đó là gì. Bạn thực hiện nghiên cứu khám phá để khám phá ra chúng. Nghiên cứu kiểm định giả thuyết thường hướng đến lý giải bản chất mối quan hệ giữa một vài nhân tố. Nó được dùng để kiểm định một luận điểm khoa học. Ví dụ, bạn có một luận điểm như sau: quảng cáo càng nhiều thì doanh số càng tăng. Muốn xác thực mối quan hệ giữa hai yếu tố quảng cáo và doanh số, ta cần thực hiện việc kiểm định giả thuyết. Trong nghiên cứu khoa học cơ bản, kiểm định luận điểm khoa học được coi là một nhiệm vụ chính. Vậy luận điểm khoa học là gì? Luận điểm khoa học, hay còn gọi là giả thuyết nghiên cứu, là câu trả lời dự kiến và khả dĩ nhất cho câu hỏi nghiên cứu. Các bạn cần lưu ý một điểm, không phải câu trả lời nào cũng có thể gọi là luận điểm khoa học. Để được coi là một luận điểm, câu trả lời này phải xuất phát từ suy luận logic và có thể được chứng minh là đúng hoặc sai bằng phương pháp khoa học. Hay nói cách khác, một phát biểu không xuất phát từ suy luận logic thì không gọi là luận điểm. Một phát biểu mà ta không thể chứng minh là đúng
hoặc sai thì không loại là luận điểm. Trong 3 mục tiêu nghiên cứu mà thầy giới thiệu, mục tiêu kiểm định giả thuyết là mục tiêu chính của nghiên cứu khoa học. Môn học của chúng ta sẽ tập trung vào mục tiêu này. Các bạn tham khảo slide của thầy Tuấn thì cũng thấy thầy Tuấn đã nhấn mạnh chứng minh luận điểm khoa học trở thành nhiệm vụ nhất thiết phải thực hiện, là nội dung cơ bản và xuyên suốt quá trình nghiên cứu khoa học. Để đưa ra được một luận điểm, chúng ta phải thực hiện quá trình suy luận. Với một câu hỏi, ta sẽ có vô số câu trả lời khác nhau. Trong nghiên cứu khoa học, chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời ngẫu nhiên hay bâng quơ được. Mục tiêu của nghiên cứu khoa học là phải đưa ra được một câu trả lời chặt chẽ và thuyết phục nhất có thể. Quá trình suy luận logic sẽ giúp các bạn làm điều này. Qua đó các bạn cũng nhận ra rằng suy luận logic là một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu khoa học. Vậy suy luận là gì? Suy luận là quá trình trong đó một hay nhiều mệnh đề được đưa ra để hỗ trợ cho một mệnh đề khác. Có hai công đoạn căn bản trong suy luận. Thứ nhất là phát biểu các tiền đề. Thứ hai là phát biểu một câu kết luận. Tiền đề là các phát biểu dưới dạng các kết luận, làm nền tảng cho quá trình suy luận. Kết luận là một phát biểu thể hiện kết quả rút ra từ các bước suy luận logic từ các tiền đề. Quy trình suy luận logic được phân ra hai loại: suy luận quy nạp và suy luận diễn dịch. Trong suy luận quy nạp, chúng ta xuất phát từ nhiều quan sát lặp lại để đi đến một kết luận tổng quát. Ngược lại, trong suy luận diễn dịch, chúng ta xuất phát từ các nguyên tắc chung để đi đến kết luận về một trường hợp cụ thể. Phương pháp giả thuyết diễn dịch là một biến thể của quá trình suy luận diễn dịch. Phương pháp này dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, ta không bao giờ chắc chắn về các giả thuyết, nhưng có một số giả thuyết có độ tin cậy cao hơn các giả thuyết khác. Giả thuyết càng được kiểm chứng nhiều lần và càng được ủng hộ bởi nhiều chứng cứ thì khả năng đúng của nó càng cao. Đây chính là phương pháp suy luận được sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Sau đây là một ví dụ về suy luận giả thuyết diễn dịch. Chúng ta đi từ những nguyên tắc chung để ra kết luận cho trường hợp cụ thể. Trong trường hợp mối quan hệ giữa quảng cáo và doanh số, chúng ta sẽ đi từ các nguyên tắc chung là khách hàng mua hàng dựa trên thông tin và tăng chi tiêu quảng cáo sẽ mang thông tin đến với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Dựa trên nguyên tắc này, ta ra kết luận rằng quảng cáo càng nhiều thì doanh số càng tăng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn về các nguyên tắc chung nêu trên, nên theo đó chúng ta cũng sẽ không chắc chắn hoàn toàn về kết luận đưa ra dựa trên suy luận này. Chúng ta chỉ coi đây là câu trả lời khả dĩ nhất dựa trên những nguyên tắc chung mà chúng ta đã biết. Việc tiếp theo là phải đi chứng minh tính đúng đắn của nó bằng chứng cứ thực tế. Để xác định được lúc nào một suy luận đang được thực hiện, bạn phải tìm các từ ngữ ám chỉ một tiền đề như vì, bởi vì, nếu, giả định rằng, dựa trên, vân vân. Sau đó, bạn tìm các từ ngữ ám chỉ các kết luận theo sau các tiền đề như các từ do vậy, vì vậy, điều này cho thấy, hệ quả là, vân vân. Xác định suy luận là rất quan trọng để hiểu và phản biện được quan điểm của nhà nghiên cứu. Một nghiên cứu khoa học tốt phải trình bày suy luận một cách rõ ràng và chặt chẽ. Ví dụ, ta có một loạt các phát biểu sau. An sẽ không học tập tốt trong khóa học này bởi vì anh ấy có ít thời gian để tập trung vào việc học hành và hầu như không tham gia lớp học nào. Vậy, luận điểm của tác giả là gì? Trước tiên, bạn tìm các từ ngữ chỉ dấu. Ta thấy có từ bởi vì. Đây là từ chỉ thị cho tiền đề. Do vậy, câu anh ấy có ít thời gian để tập trung vào việc học hành và hầu như không tham gia lớp học nào chính là tiền đề.
Câu còn lại là câu kết luận hay là luận điểm của tác giả. An sẽ không học tập tốt trong khóa học này. Trong ví dụ tiếp theo, ta có một số các phát biểu như sau. Chẳng có con cáo nào ở vùng này. Cả ngày chúng tôi chẳng nhìn thấy con cáo nào. Ở đây, ta lại không tìm thấy các từ ngữ chỉ dấu hữu ích. Trong trường hợp như vậy, các bạn tìm câu trả lời cho hai câu hỏi sau. Cái gì đang được tranh cãi? Tức là cái gì có thể đúng hoặc sai. Thứ hai, người ta đang cố gắng thuyết phục chúng ta cái gì? Điều được tranh cãi ở đây không phải là cả ngày chúng tôi không nhìn thấy con cáo nào, vì đây là điều thực sự tác giả đã trải qua. Điều gây tranh cãi hay điều người nói muốn thuyết phục chúng ta ở đây là vùng này không có con cáo nào. Vậy đây chính là kết luận của suy luận. Sau khi tìm hiểu về phương pháp thiết lập luận điểm khoa học, bạn có thể thực hành bằng cách chỉ ra luận điểm của các bài nghiên cứu mà bạn thu thập được và tiến hành phản biện. Điều này sẽ giúp ích trong quá trình bạn làm lược sử nghiên cứu. Bài tập thứ hai là bạn hãy thiết lập luận điểm khoa học cho câu hỏi nghiên cứu của chính mình.